Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai hôm nay ngày 12 tháng 7. Chúc quý vị đang theo dõi chương trình một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và ngay sau đây là nội dung chính trong phần tin Việt Nam. Trước tiên là điểm tin chính. Malaysia, Ukraine đánh giá cao ý nghĩa phán quyết PCA về Biển Đông. Phát hiện hàng loạt cơ sở bán sản phẩm hàng hiệu giá rẻ giật mình. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 350 tỷ đồng trong mùa Euro. Đi bộ 50 km, 47 lao động được đưa về quê. Xét nghiệm nhanh trả phí tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hà Nội ghi nhận 11 ca dương tính, trong đó 10 ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Long An dừng hoạt động doanh nghiệp. Vụ công nhân bỏ chạy ở Bình Dương tiến hành xét nghiệm 5.000 người. Bình Dương, 300 người phụ nữ mang thai tại một công ty được về nhà cách ly. Giấy xét nghiệm có ghi Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng là giả mạo. Cần Thơ giãn cách xã hội nhiều quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh phát phiếu đi chợ. Kỷ lục thêm gần 2.000 ca nhiễm trong 24 giờ, Việt Nam sắp vượt 30.000 bệnh nhân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Malaysia mới đây đăng một bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc ứng dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông. Tác giả cho rằng 5 năm sau khi Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết về Biển Đông, tình hình an ninh tại khu vực này vẫn tiếp tục căng thẳng bất chấp các bên đã nỗ lực duy trì sự ổn định thông qua các biện pháp và hoạt động chung. Bài viết nêu rõ các mối đe dọa bao gồm khủng bố hàng hải, cướp biển, xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp, đánh bắt cá trái phép và buôn người. Bài viết khuyến nghị để giảm bớt sự gia tăng các hoạt động quân sự và chiếm đóng trên thực địa gần đây, cần có các hành động tập thể từ ASEAN, đặc biệt là sự thống nhất, phối hợp của các nước thành viên. ASEAN và các nước thành viên có nghĩa vụ đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, đồng thời các quốc gia ngoài khu vực cần phải tôn trọng các cơ chế hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt. Bên cạnh đó, báo Poradi của giới luật sư Ukraine cũng đăng bài phân tích của chuyên gia Sergei Tostov, Giám đốc Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc tế. Trong đó, tác giả đánh giá cao ý nghĩa phán quyết của PCA và luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Cụ thể, tòa đã tuyên bố rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để khẳng định quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên ở Biển Đông trong phạm vi đường 9 đoạn. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh không thể nêu yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế EEZ trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như không có quyền lịch sử để tuyên bố chủ quyền đối với hoạt động khai thác tài nguyên trong khu vực tranh chấp. Thời gian qua, nhiều tỉnh thành đã liên tục bắt giữ nhiều vụ sản xuất mỹ phẩm giả, thậm chí có những quy mô lớn tới mức các đối tượng lập cả những xưởng sản xuất và những tổng kho hoạt động ngay giữa thủ đô. Điển hình, gần đây, giới chức Hà Nội đã thu giữ 1 tấn mỹ phẩm dưỡng da, tương đương với 1.500 hộp sản phẩm, đều là hàng giả được sản xuất tinh vi và giống với hàng thật tới 90%. Không chỉ mỹ phẩm dưỡng da, một số lượng lớn dung dịch làm đẹp cũng bị thu giữ với vi phạm 3-0, không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ, không kiểm định chất lượng sản phẩm. Những vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện này là lời cảnh báo tình trạng mỹ phẩm, nước hoa trôi nổi trên thị trường. Đây là những mặt hàng siêu lợi nhuận nên không ít doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đã bất chấp sản xuất, nhập lậu, tiêu thụ, tiếp tay cho hàng giả, hàng không có nguồn gốc. Chuyên gia về da liễu cũng đánh giá, những trường hợp dùng phải mỹ phẩm giả đa phần sẽ bị dị ứng, kích ứng vì nó có thể chứa hóa chất độc hại với cơ thể. Theo truyền thông trong nước đưa tin, tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến trên trang mạng Bong88 và bắt giữ 8 nghi can. Các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Thế Hoàng, Bùi Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Công Thành cùng chú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Ngọc Tuấn ngụ ở thành phố Lào Cai, Nguyễn Quốc Thịnh ở thị xã Sapa, Trịnh Việt Tiệp, Khổng Quốc Việt cùng ngụ ở thành phố Lào Cai. Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản MasterSub 22 của trang web cá độ bóng đá trên do nghi can Bùi Tuấn Vũ cung cấp, công an đã xác định từ đầu tháng 6 năm 2021 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng. Các nghi can có thể quản lý tài khoản và đánh bạc ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng Internet. Vào ngày thứ hai hàng tuần, các nghi can xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Đây được xem là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động tinh vi có liên quan đến nhiều băng nhóm trên địa bàn Lào Cai. Theo báo VN Express đưa tin, vào chiều ngày 10 tháng 7, 47 người lao động Quảng Ngãi đi bộ khoảng 50 km trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc đã được nhiều người hỏi thăm thông tin, sau đó kiểm tra sức khỏe y tế và hỗ trợ đưa về nhà.
Ông Phạm Văn Đình, 46 tuổi, là một trong những người được hỗ trợ về nhà sau 2 ngày đi bộ, cho biết đã cùng các công nhân khác từ quê vào làm tại rẫy keo ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã 2 tháng. Gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc ít nên họ muốn trở về nhà. Ông cùng mọi người liên tục liên hệ xe khách nhưng đều bị từ chối, đành phải mang theo cơm nước để đi bộ. May mắn là khi đi đến địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì được mọi người giúp đỡ. Được biết, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều lao động thời vụ ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Người dân đi làm xa thường được tổ chức đón đi bằng ô tô, sau đó đưa về nhà khi hết mùa. Do các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi đều xuất hiện dịch và đang giãn cách xã hội nên không có xe khách đi lại giữa hai tỉnh này. Ngày 11 tháng 7, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai dịch vụ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán tại nhà ga quốc nội. Dịch vụ này được thực hiện từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7. Hành khách có thể lấy mẫu test nhanh trong thời gian 30 phút hoặc chờ 4 đến 5 tiếng để xét nghiệm PCR RT. Chi phí test nhanh được niêm yết là 540.000 đồng trên một người, real-time PCR là 1,69 triệu đồng trên một người, real-time PCR mẫu gộp 5 người là 3,95 triệu đồng trên một mẫu gộp. Chi phí này bao gồm chi phí lấy mẫu và trả kết quả tại sân bay. Trước đó, sân bay Nội Bài cũng triển khai dịch vụ test nhanh cho hành khách có nhu cầu. Thời gian qua, trung bình mỗi ngày có hơn 3.100 lượt khách bay chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 30% tổng số khách tại Nội Bài. Riêng ngày 9 tháng 7, khi áp dụng quy định hạn chế số ghế cho các hãng hàng không, lượng khách chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm rõ rệt, chỉ còn 960 người. Chiều hôm qua, ngày 11 tháng 7, Hà Nội ghi nhận thêm 11 ca dương tính mới, trong đó có 10 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, một trường hợp về từ Đà Nẵng. Cụ thể, trong 11 trường hợp dương tính trên có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4 tháng 7 năm 2021 từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội khoảng 13 giờ 30 phút, ngồi ghế từ 19C đến 19F, địa chỉ tại số 89 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4 trường hợp tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Các trường hợp ở Quốc Oai là các thành viên cùng gia đình sinh sống tại phường 2, quận 10 từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 2 tháng 7 năm 2021. Một ca là nữ, sinh năm 1967, địa chỉ ở Thái Hòa, Hòa Xá, Ứng Hòa. Bệnh nhân cùng 6 người khác trong gia đình từ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN216 ngày 5 tháng 7. Một trường hợp còn lại có địa chỉ ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, từ Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN164. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 7, Hà Nội cũng ghi nhận một bệnh nhân tại ổ dịch công ty xây, khu công nghiệp Thăng Long thuộc chùm ca bệnh liên quan tới tỉnh Bắc Giang. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 304 ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 11 tháng 7, tỉnh Long An ra thông báo, ngoại trừ các công ty, doanh nghiệp đã ghi nhận F0, F1 buộc phải ngưng hoạt động để khoanh vùng, cách ly, thì các công ty, doanh nghiệp còn lại cũng phải tạm ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 12 tháng 7 để lên phương án cho công nhân ăn uống, nghỉ ngơi và sản xuất tại chỗ. Sau khi các công ty, doanh nghiệp xây dựng xong phương án 3 tại chỗ trên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định trước khi hoạt động trở lại. Được biết, Long An có 62 cụm công nghiệp, 35 khu công nghiệp với khoảng 230.000 công nhân. Mỗi ngày có hơn 36.000 công nhân lao động ở tỉnh này đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Ngược lại, hơn 20.000 công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận khác đến Long An làm việc. Hôm qua ngày 11 tháng 7, đại diện Trung tâm Y tế huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Ampac International xô cửa công ty bỏ chạy vào tối 10 tháng 7 đã quay lại và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh viêm phổi Vũ Hán. Kết quả test nhanh bước đầu cho thấy 650 công nhân liên quan âm tính. Trước đó, vào tối 10 tháng 7, cơ quan y tế Bào Bàng xét nghiệm lần 1 và lần 2 phát hiện một cặp vợ chồng là nhân viên công ty này mắc viêm phổi Vũ Hán. Tại thời điểm này, khi lực lượng y tế đến truy vết đúng lúc công ty cho tan ca ở các xưởng sản xuất khác, công nhân ra ngoài nghe tin tỏ ra lo sợ nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài công ty. Dự kiến đến ngày 12 tháng 7, gần 5.000 công nhân của công ty trên sẽ được lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe cho toàn thể công nhân. Ngày 11 tháng 7, thông tin từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết gần 4.000 công nhân tại ổ dịch công ty Hanson Vina, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An đã được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong đó có 300 phụ nữ mang thai được cho về nhà tự cách ly. Trước đó, qua test nhanh tại công ty này phát hiện một ca dương tính, do đó công nhân được yêu cầu ở lại nhà máy để truy vết F1, F2. Kết quả phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Với số lượng công nhân nhiễm bệnh quá lớn, 1.400 công nhân làm chung nhà xưởng với các ca bệnh có nguy cơ cao mắc được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên. Trong khi đó,
khoảng 2.500 công nhân tiếp tục ở lại nhà máy chờ lấy mẫu xét nghiệm gộp lần 3. Tính đến chiều ngày 11 tháng 7, công ty này có hơn 82 ca mắc viêm phổi Vũ Hán. Liên quan đến thông tin một số người dân và lái xe thường xuyên ra vào các tỉnh, thành phố hiện đang sử dụng kết quả xét nghiệm giả có ghi Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp, sáng ngày 11 tháng 7, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng khẳng định những tờ giấy xét nghiệm trên là giả mạo và hiện nay bệnh viện đã đề nghị điều tra làm rõ đối tượng đã làm hành vi trên. Đồng thời, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã kiểm tra mã khám chữa bệnh trên hệ thống thì thông tin trên các tờ giấy xét nghiệm giả không đồng nhất, mẫu dấu không đúng của bệnh viện, tên kế toán ghi trong phiếu thu không đúng, chữ ký của bác sĩ không đúng. Để ngăn chặn tình trạng trên, phía ngoài cổng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng hiện đã có biển cảnh báo nhắc nhở người dân cảnh giác về việc các đối tượng làm giả mạo giấy xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Theo báo Vietnamnet đưa tin, sau khi ghi nhận 6 ca dương tính và nhiều ca nghi nhiễm, để ngăn dịch bệnh phát triển phức tạp hơn, chiều ngày 11 tháng 7, thành phố Cần Thơ có quyết định sẽ cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với quận Ninh Kiều và Cái Răng trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 7. Với việc áp dụng quy định này, thành phố Cần Thơ yêu cầu người dân hai quận chỉ ra ngoài trong một số trường hợp như mua lương thực, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. Trước thông tin cách ly xã hội hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, Cần Thơ ngày 12 tháng 7, nhiều người dân khu vực này đã đổ xô đi mua đồ tích trữ. Theo ghi nhận của báo Dân Trí, hầu hết mọi người đều mua lượng hàng nhiều bất thường, chủ yếu là các mặt hàng rau củ, thịt cá, mì ăn liền. Hậu quả của hành động mua gom thực phẩm đã dẫn đến thiếu hụt hàng cục bộ. Ở các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ đều nằm trong tình trạng hết sạch hàng. Được biết, trong các siêu thị và chuỗi cửa hàng thì giá thực phẩm không tăng, tuy nhiên ở các chợ truyền thống thì thực phẩm đã tăng giá chóng mặt. Một số mặt hàng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Cá biệt, có mặt hàng tăng giá rất cao nhưng cũng không còn hàng để mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian giãn cách xã hội, giới chức quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với siêu thị Copmark phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho người dân trên địa bàn quận. Theo ghi nhận trong ngày hôm qua, 11 tháng 7, do vào ngày cuối tuần nên lượng người đi mua sắm đông đúc kéo dài hàng trăm mét từ bãi gửi xe vào đến cửa siêu thị, các bảo vệ phải liên tục nhắc nhở người dân giãn cách khi di chuyển để nguyên ghế tại chỗ tránh xảy ra lộn xộn. Mỗi lần chỉ khoảng 20 người được vào mua sắm, vì thế bên trong siêu thị không đông đúc như những ngày trước. Mặt hàng rau củ, thực phẩm chế biến ăn liền được người dân ưu tiên hàng đầu trong danh sách đồ cần mua. Ngoài ra, siêu thị còn mở dịch vụ mua sắm online, các nhân viên thay nhau đi mua hộ cho khách hàng. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 11 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.953 ca nhiễm mới và thêm 7 ca không qua khỏi mới. Trong số các ca mắc vừa được ghi nhận có 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 1.945 ca ghi nhận trong nước bao gồm. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 1.397 ca, Bình Dương 234 ca, Đồng Tháp 50 ca, Tiền Giang 46 ca, Long An 46 ca, Vĩnh Long 43 ca, Phú Yên 36 ca, Bắc Giang 13 ca, Bắc Ninh 10 ca, Hậu Giang 9 ca, Bến Tre 7 ca, An Giang 7 ca, Hà Nội 7 ca, Đà Nẵng 6 ca, Ninh Thuận 4 ca, Hưng Yên có 3 ca, Bà Rịa, Vũng Tàu 3 ca, Sóc Trăng 3 ca, Bình Phước, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Trà Vinh, Quảng Ngãi, mỗi nơi 2 ca, và Cà Mau, Quảng Nam, Bạc Liêu, Đắk Nông, Hải Phòng, Thanh Hóa và Cần Thơ, mỗi nơi có 1 ca. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 29.816 ca, trong đó có 119 ca không qua khỏi, 20.422 ca đang điều trị và 9.275 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần 1 là 339 ca, số ca âm tính lần 2 là 130 ca, số ca âm tính lần 3 là 70 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 274.498 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện có 3.174 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác có 66.982 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 204.342 người. Tiếp theo là tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Mưa lớn gây ngập lụt ở Trung Quốc. Tập đoàn chip khổng lồ của Trung Quốc bị yêu cầu phá sản. Amazon phá tan chiêu trò gian lận ở các cửa hàng Trung Quốc. New Zealand lên án Trung Quốc mổ cướp nội tạng. Tỷ phú Anh làm nóng cuộc đua du lịch không gian. Myanmar khủng hoảng oxy. Hàng tỷ sinh vật biển chết vì nắng nóng. Cuộc thi Hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì gây bùng dịch bệnh. Đức ban bố tình trạng thảm họa mạng. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc,
Những ngày qua, tại thành phố Ba Chung, tỉnh Tứ Xuyên đã phải hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài khiến khu vực này bị ngập úng và lũ lụt nghiêm trọng. Một video lan truyền trên Internet cho thấy nước sông ở đây đã dâng lên rất cao, xuất hiện lũ cuốn, nước bùn màu vàng tràn bờ và làm ngập nhiều tòa nhà cao tầng. Những chiếc xe đậu trên đường chỉ có thể trôi theo dòng nước. Một video khác cho thấy nhiều tàu cao tốc và tàu thủy bị cuốn xuống thác nước và bị dòng nước nhấn chìm, khiến người dân hoảng hốt. Cho đến nay, tổng cộng có 67 thị trấn và làng mạc ở 5 quận, huyện và các khu phát triển kinh tế của thành phố Ba Chung đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết cực đoan này. Theo Nikkei, tập đoàn chip khổng lồ của Trung Quốc, Tsinghua Unigroup, mới đây đã xác nhận một trong những chủ nợ lớn đã yêu cầu tòa án bắt đầu thủ tục bảo hộ phá sản đối với công ty. Trong đơn gửi lên tòa án, chủ nợ cho biết Tsinghua không có khả năng trả được nợ và đã bỏ lỡ một loạt thời hạn thanh toán trái phiếu kể từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, nợ nần đã cản bước năng lực sản xuất chip của Tsinghua. Theo công ty cung cấp dữ liệu thị trường tài chính toàn cầu Refinitiv, Tsinghua trên thực tế đã vỡ nợ hoặc vỡ nợ chéo ngay từ đầu năm nay. Được biết, tập đoàn này có mạng lưới lợi ích cổ đông phức tạp, bao gồm các công ty nhà nước và quỹ chính phủ. Sự kiện trên được đánh giá là bước lùi mới nhất đối với mục tiêu xây dựng ngành bán dẫn tự chủ của Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, Amazon.com đã đóng cửa 340 cửa hàng trực tuyến do một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc điều hành. Amazon cũng có động thái trừng phạt nhằm vào các cửa hàng do công ty công nghệ Yokesu thâm quyến điều hành với cáo buộc các cửa hàng này vi phạm các quy định của nền tảng này. Được biết, khi các công ty Trung Quốc đổ xô lên sàn thương mại Amazon, nhiều công ty đã dùng các phương pháp không lành mạnh vốn rất phổ biến trong thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc như tạo ra các đánh giá giả mạo và thổi phồng số lượng bán hàng. Amazon cho biết trong một tuyên bố vào giữa tháng 6, để giúp giành được sự tin tưởng của khách hàng, chúng tôi dành nguồn lực đáng kể để ngăn chặn các đánh giá giả mạo hoặc đánh giá để được nhận thưởng xuất hiện trong cửa hàng của chúng tôi. Đài phát thanh New Zealand RNZ vừa qua đã đăng một bài báo có tên Nghị sĩ Đảng Lao động vượt cấp để cáo buộc Trung Quốc mổ cướp nội tạng. Bài báo chỉ ra rằng bà Louisa Wall, nghị sĩ Đảng Lao động đã phá vỡ phong cách tránh chỉ trích Bắc Kinh của đảng này khi lên án chính quyền Trung Quốc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, cũng như việc bóc lột lao động nô lệ. Bà Wall yêu cầu chính quyền New Zealand cần tăng cường áp lực lên Bắc Kinh khi chỉ trích rằng rất nhiều người ở Trung Quốc bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Bà nói rằng các bộ phận trên cơ thể của họ đều là mục tiêu giao dịch của chợ đen nội tạng trên khắp thế giới. Bài viết của RNZ về bà Wall ngay lập tức được nhiều kênh truyền thông khác ở New Zealand đăng tải. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand đã từ chối đưa ra bình luận về các cáo buộc liên quan. Truyền thông Anh đưa tin, tàu vũ trụ VSS Unity của công ty Virgin Galactic dự kiến đưa tỷ phú người Anh Richard Branson và 5 người khác đến rìa không gian bằng tàu vũ trụ VSS Unity trong hành trình bắt đầu tại sân bay vũ trụ Spaceport America ở bang New Mexico, Mỹ. Trong trường hợp chuyến bay diễn ra suôn sẻ, công ty Virgin Galactic cho biết có kế hoạch thực hiện thêm 2 chuyến bay thử nghiệm khác trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại trong năm tới. Công ty này cho hay họ đã nhận được hơn 600 lượt đặt chỗ với giá khoảng 205.000 đô la một vé, nhưng hy vọng mức giá này sẽ giảm còn 40.000 đô la trong tương lai. Công ty Virgin Galactic của ông Branson đang cạnh tranh với hai đối thủ là Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của tỷ phú Elon Musk trong lĩnh vực du lịch vũ trụ. Tỷ phú Bezos dự kiến có mặt trên tàu không gian New Shepard của công ty Blue Origin Mỹ trong chuyến bay vào không gian ngày 20 tháng 7. Trong khi đó, công ty SpaceX của Mỹ dự kiến đưa một phi hành đoàn lên quỹ đạo trong chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 9. Hãng AP đưa tin, Myanmar đang đứng trước khủng hoảng oxy nghiêm trọng chưa từng có. Anh Sir Win, người phải đứng xếp hàng tại một nhà máy để mua oxy cho người thân mắc viêm phổi Vũ Hán, nói rằng tôi đã đợi từ 5 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa mà vẫn phải xếp hàng. Oxy giờ còn quý hiếm hơn cả tiền. Trước tình hình trên, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã ra lệnh cho các nhà máy sản xuất oxy hoạt động hết công suất. Ông cũng yêu cầu chuyển đổi oxy công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của bệnh nhân trước số ca mắc không ngừng tăng cao. Trong khi đó, Bộ trưởng Đầu tư và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Myanmar thông báo sẽ bãi bỏ tất cả các loại thuế và yêu cầu cấp phép đối với việc nhập khẩu thiết bị tạo oxy. Cuộc khủng hoảng chính trị từ khi quân đội nắm quyền vào tháng 2 đã khiến tình hình dịch bệnh Myanmar trở nên nghiêm trọng. Các bệnh viện của quân đội vẫn tiếp tục hoạt động nhưng bị người dân xa lánh. Các bác sĩ và y tá từ chối làm việc tại bệnh viện để phản đối quân đội. Họ tự lập các phòng khám để điều trị cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Đài NPR dẫn một nghiên cứu từ Canada cho biết, trong thời gian gần đây, khu vực Thái Bình Dương đạt nhiệt độ cao kỷ lục, khiến khoảng 1 tỷ sinh vật trên bờ biển Vancouver, Canada đã chết do nắng nóng. Tuy nhiên, giáo sư Christopher Harley từ Đại học British Columbia nhận định con số đó có thể sẽ cao hơn nhiều, ước tính được cứ 50 mét đường bờ biển sẽ có 600.000 con trai chết.
Ông Harley cho biết thêm rằng, mặc dù trước đây các đợt nắng nóng cũng gây ra ảnh hưởng đến sinh vật biển, nhưng nhiệt độ lên tới hơn 38 độ C như tuần trước ở Tây Bắc Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm. Nếu tiếp tục biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng tương tự có thể bắt đầu xảy ra sau mỗi 5 đến 10 năm một lần. Việc nhiều sinh vật biển chết cùng một lúc không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống đại dương mà còn cả các sinh vật trên cạn, từ các loài chim ăn sinh vật biển đến con người đánh bắt và tiêu thụ hải sản. Hãng tin AFP ngày 11 tháng 7 đưa tin, 13 thí sinh và 9 người khác có liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Miss Grand Samut Sakhon được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 6 vừa có kết quả xét nghiệm mắc viêm phổi Vũ Hán. Dự kiến, số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này sẽ tiếp tục tăng. Được biết, cuộc thi được cấp phép tổ chức song phải đảm bảo 20 yêu cầu cụ thể, trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang. Phía cảnh sát Bangkok cho hay, những người tham gia cuộc thi và không đeo khẩu trang đã vi phạm sắc lệnh khẩn cấp và luật kiểm soát dịch bệnh. Do đó, ban tổ chức và thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh này đang bị điều tra và có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy, các thí sinh vào vòng chung kết mặc trang phục dạ hội nhưng không ai đeo khẩu trang và cũng không giữ khoảng cách tối thiểu. Thái Lan đang phải vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ 3, lây nhiễm cho 336.371 người và làm thiệt mạng 2.711 người. Chỉ trong ngày 11 tháng 7, Thái Lan đã ghi nhận 9.539 ca bệnh mới và 86 ca tử vong. Theo truyền thông Đức đưa tin, huyện Anhalt Bitterfeld thuộc bang Sachsen-Anhalt nước này đã trở thành khu vực đầu tiên phải ban bố tình trạng thảm họa về mạng sau khi các máy chủ của huyện bị tin tặc tấn công. Theo đó, các nhà điều tra phải dồn toàn lực tìm kiếm nguồn nhiễm mã độc, phân tích và phòng chống virus phát tán. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của cả huyện phải được xây dựng lại để nhanh chóng nối lại các hoạt động phục vụ người dân. Giới thạo tin nhận định vụ tấn công có thể là một hình thức tống tiền khi chúng mã hóa dữ liệu và phải thanh toán một khoản tiền nhất định mới có thể mở lại được dữ liệu đó. Thông báo của chính quyền huyện Anhalt Bitterfeld cho biết, hoạt động của chính quyền địa phương phải ngừng vận hành. Hiện cả huyện với dân số khoảng 157.000 người này không thể thực hiện việc chi trả các khoản phúc lợi xã hội và phụ cấp cho người dân. Về tình hình dịch bệnh, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 424.000 ca mắc mới và thêm hơn 7.000 ca không qua khỏi mới. Tại châu Á, Ấn Độ đang phải đối mặt với mối lo mới khi biến thể Kappa đã khiến một người tử vong. Được biết, Kappa là một biến thể kép của virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Biến thể này đang gây báo động đỏ khiến giới y khoa trên toàn cầu thúc đẩy tiến hành giải trình tự gen để giám sát sự lây lan của biến thể này. Những triệu chứng khi nhiễm biến thể Kappa cũng tương tự như triệu chứng ban đầu của bệnh sởi và xuất hiện 1 đến 2 ngày sau khi nhiễm. Hiện chưa xác định được tốc độ lây nhiễm biến thể Kappa vì chưa có nhiều trường hợp nhiễm bệnh, nhưng các xét nghiệm ban đầu cho thấy biến thể này không khác nhiều so với biến thể Delta. Tại châu Mỹ, số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt qua 34,7 triệu ca, với hơn 622.000 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đang khuyến khích các trường học mở cửa vào mùa thu tới. Theo khuyến nghị, những học sinh và giáo viên đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải đeo khẩu trang trong phòng học, tuy nhiên cần bố trí học sinh ngồi cách nhau 1 mét. Tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán trên toàn thế giới là 187.279.338 ca. Tổng số ca không qua khỏi là 4.043.020. Tổng số ca hồi phục là 171.254.363 ca. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo, Phương Anh xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ. Trong phần nhân sinh cảm ngộ của ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề Rộng lượng là một loại trí huệ, cũng là nền tảng tu dưỡng tốt đẹp nhất. Biển cả mênh mông có thể mở rộng tấm lòng bao dung vạn vật. Sóng lớn cuồn cuộn có thể đắp nặn nên tính cách ngoan cường. Rộng lượng ấy là loại tính cách khiến người ta ái mộ nhất. Người rộng lượng không kể là hiển quý giàu sang hay địa vị cao thấp đều có thể vui vẻ ung dung. Rộng lượng là một kiểu khoan dung. Thật ra, khoan dung với người, điều thể hiện ra lại là tấm lòng thiện lương và cao thượng của chính bạn. Biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, vì tấm lòng bao dung mà trở nên rộng lớn. Rộng lượng là một loại điềm tĩnh thản nhiên, tâm hồn như một dòng nước trong veo tĩnh lặng, thấy được đến tận đáy cùng. Chỉ cần sống được ung dung tự tại, thường ôm giữ cảm ơn, lòng sẽ không phân uất, tâm trí rộng mở, lòng dạ thoáng đãng, bởi không có trói buộc và vướng bận những chuyện vụn vặt, cũng khiến cho thân tâm được yên bình, tự nhiên có được một khoảng trời đất tự do cho ta mặc sức xong rồi. Rộng lượng là một loại hành vi tự mình tu dưỡng, phàm là người rộng lượng,
thường luôn xem trọng tu thân dưỡng tính, tính cách cởi mở, có hiểu biết sâu sắc về nhân tình thế thái, trước sau luôn giữ được một tâm thái giản dị bình lặng, xem nhẹ danh lợi, không cầu vinh hoa, không tham phú quý, đường đường chính chính làm người, ung dung thản nhiên xử thế. Rộng lượng là một loại tự tin, trần gian 3.000 việc, dửng dưng một nụ cười, tự tin chính là bí quyết đầu tiên để thành công. Cái gọi là thất bại chính là sự thất vọng đối với đời người. Chỉ cần có lòng tin, cố gắng sống tốt mỗi từng ngày, con đường phía trước chính là quang minh. Rộng lượng cũng là một loại trí huệ. Người rộng lượng là người có tri thức, am hiểu lễ nghĩa, hiểu rõ muôn vẻ của thế gian, không quan tâm thiệt hơn, lầm nguy không loạn. Người rộng lượng lại có thể lấy thái độ của người ngoài cuộc để bình tĩnh xử lý, tiêu sái tự nhiên, vững vàng thành thạo. Học được rộng lượng chính là sẽ điềm tĩnh, không tham danh lợi, không trốn tránh vận mệnh. Hiểu được khoan dung, tâm thái bình hòa, không vì con đường tương lai rộng mở mà tự phụ, không vì nghịch cảnh thất ý mà u sầu. Rộng lượng là một loại lạc quan, là một loại hào sảng. Tấm lòng rộng lượng có thể khiến cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được tràn ngập ánh sáng, có thể xua tan những đau khổ và nước mắt. Dẫu cuộc sống có bao nhiêu khó khăn và trắc trở, trên khuôn mặt chúng ta mãi luôn tràn ngập nụ cười. Và đó là chủ đề của ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận thế nào về phần nhân sinh cảm ngộ này? Xin hãy để lại bình luận và có thể tìm hiểu về những câu chuyện nhân sinh khác tại page và group trên Facebook của chúng tôi. Và thưa quý vị, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, sức khỏe là nhu cầu thiết yếu nhất của mỗi người. Vậy nên, để có một cuộc sống bình an khỏe mạnh và phòng chống dịch hiệu quả cho bản thân và gia đình, Phương Anh đã tìm hiểu về nhiều phương pháp tăng cường sức khỏe khác nhau và khí công là một giải pháp rất hữu hiệu. Quý vị hãy thử tìm hiểu xem sao. Vì qua trải nghiệm của Phương Anh, môn khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn này giúp chúng ta duy trì một sức khỏe tốt, một tinh thần ổn định, tâm thái bình hòa, cũng như tăng sức đề kháng, có lợi ích về cả thể chất và tinh thần mà còn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Quý vị có thể truy cập đường link có thông tin chi tiết để ở phần bình luận dưới video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.